Video này thì em xin mời quý anh chị cùng tham quan lầu 2 cũng như là sân thượng tại căn nhà nằm trên trục đường liên khu 56 mình nha. Về kết cấu của lầu 2 thì cơ bản để giống như lầu 1 nha, có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh luôn, rất là thông thoáng. Về không gian sân thượng thì chúng ta có 1 gian phòng thờ và 2 gian sân trước và sân sau. Gian phòng thờ thì chúng ta có thể thờ hoặc là tận dụng để một số vật dụng không cần thiết. Khoảng sân thượng phía trước thì chúng ta có thể tận dụng để hóng mát cũng như là mình tổ chức barbecue vào mỗi dịp rảnh rỗi. Và gian phía sau thì chúng ta có thể tận dụng làm sân phơi hoặc là trồng một ít rau củ để mình lấy nguồn rau sạch cho bữa ăn gia đình của mình nha. Và quý anh chị quan tâm và có nhu cầu muốn đi xem nhà hãy liên hệ qua số điện thoại 0979675074 để được đi xem nhà trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video sau nha.